Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay cửa hàng em đã lên video giới thiệu cho bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi mã chữ P. Em cho bác là 7 cây máy cưa xích rất là đẹp các bác nhá, rất là nhiều hệ. Toàn như là đến từ thương hiệu rất nổi tiếng nhà Echo này, Shinawa. Thì mã đầu tiên có Makita này, tay cột Tanaka, Shinawa Echo nòng đứng nòng 5, bản Super Pro bác nhá. Này đến từ hiệu Keurit, B3600 này, rất là đẹp. Lô máy đẹp ở tầm 9 trên 9% các bác nhé. Bác nào xem video thì xin like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và là 0862 567 746 bác nhé. Sớm liên kết sử dụng và giao lô. Bên em thì bác ship hàng toàn quốc, nên bác được kiểm tra hàng, test hàng thoải mái, bảo hành nòng điện bơm nhớt cho bác là 9 tháng. Sản phẩm bác mua cưa sẽ gồm là rũa tip và tô vít này, đó ba món theo kèm. Đầu tiên ngày mai con Makita, em có cây Makita, con này là Makita MDE336, con này công suất là 36cc, lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40. Xích này chạy xích chung 91 các bác nhá. Làm còn nguyên chữ Makita này. Bên em đây một sợi xích mới cho nó rồi các bác này. Đó, nếu sợi xích này bác nào mua ngoài thị trường rơi vào tầm gần 300 các bác nhá. Cây này thì tháng theo hoạt động bình thường. Bác cắt gỗ tầm trung này, cắt củi gia đình, cắt gỗ bằng đường kính con này rơi vào tầm 35-40. Đó, đặc biệt Makita chạy rất là lợi xăng luôn các bác nhá. Máy thì hợp là bơm năng phụ này. Đó, Make in Germany. Con này là hàng của Đức, ốc áng hàng nguyên zin nguyên bản. Ốc hòa thị chống tép đó, zin thì còn ốc luôn, hàng full chức năng nhảy nổ. Thì Makita đã sổ tua rất là cao, cái này được trang bị là lốc nhôm, bồi đèn nhám rất là đẹp các bác nhá. Đó, làm xích dài và cắt 4550, cắt tỉa cành tỉa quế cực kỳ lợi xăng đó, riêng bản Makita này. Đó, 336, cái này giá là 1.800.000 bao ship. Đang nào mà kinh tế hạn hẹp hoặc mới lần đầu sử dụng cưa, đó tham khảo cây P1 các bác nhá. Bác nhìn hàng bãi cái độ trắng ốp trên này rất là đẹp. Rồi, test cho bác nghe từ máy các bác nhá. Con P1 giá là 1.800.000 bao ship. Còn P2 thì một cái hàng của Hitachi, con này là hệ tay cụt, mã của nó là CF33. Con này công suất là 33cc, lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40. Xích là chạy xích chung 91 các bác nhé. Đó, Makita con này trọng lượng rất là nhẹ nhàng, 4kg. Trên bác cắt leo trèo tỉa cành, các bác làm những công việc ở trên cao. Đó, đặc biệt thì ở đời Hitachi này chạy cực kỳ tiết kiệm nguyên liệu các bác nhé. Hàng vũ chức năng, cái này thì tháng thiết hoạt động bình thường. Bơm sang phụ này, le gió tự động, hàng nguyên zin, cây này đẹp tầm trên 95%. Đó, bác cắt gỗ vành gia đình, con này rơi vào tầm 35-40. Đó, đặc biệt đời Makita, đời Tanaka này được trang bị là bô giảm thanh các bác nhé. Đó, nghe tiếng rất là êm, chạy thoát máy. Đó, hệ tay cụt trợ lực lớn, bác nào mình có tuổi khó tính có thể tham khảo cây P2. P2 giá là 2.000.000 bao ship, hệ tay cụt Hitachi. Test của bác nghe tiếng máy này, dây giật tới riêng bác nhìn trắng tươi luôn nhé, dây zin theo máy luôn. Tiếp theo con số 3 thì một cây hàng của Shinawa. Con này mã gọi là Shinawa E300, hệ cắt gia đình. Cái này lam bản dài mặt cắt là 30 lam 35. Xích đã chạy xích trùng 91, có luôn tăng xiên trên lam. Đời Shinawa thương hiệu số 1 hàng Nhật Bản các bác nhé. Cây này thì trọng lượng của máy rơi vào khoảng 4.7kg. Tem mác thông số thì đầy đủ luôn, Make in Japan. Cái này được trang bị lốc nhôm này, trắng tươi, rất là đẹp. Lốc zin theo máy, bồ đèn nhám, làm SD. Bạn Shinawa đầu châu, tua cao. Dòng này thì hệ anh em miền Tây, cắt củi gia đình, bác đi tỉa cành tỉa quế, cắt củi nấu rượu, gỗ banh con này rơi vào tầm 30-35. Đó, Shinawa chạy thì cực kỳ tiết kiệm nguyên liệu các bác nhá, máy móc nhẹ nhàng, nhạy nổ. Đó, con này hàng đẹp. Đó, lắp chứa chiếc lắp nhớt nuôi xích này. Đó, làm xích, lắp xăng pha nhớt, chạy máy bác đổ phía sau bác nhá. Lắp màu cam này. Cây P3 giá là 2.400.000 bao ship. Test nổ bác nghe tiếng máy các bác này. Mm-hmm.
rất là cao bói, đặc biệt đời Shinowa hệ đầu trâu, cái P3 giá là 2.400.000. Tiếp theo con P4 là một cái hàng của Echo, con này là 362, con này công suất là 36cc. Đó, con này thì rất là đẹp luôn bác nha. Nó bị khuyết điểm một chút là nó bị mất cái chặn ở trên này. Những cái này nó ở bên ngoài máy, nó không ảnh hưởng gì máy các bác nha. Nó mất mỹ quan thẩm mỹ một chút thôi, thì em sẽ bán rẻ luôn cho bác. Cây này thì được trang bị lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích là xích chân 325, đầu lam Latin. Đó, lam Latin. Đó, rất là đẹp luôn, xích 325 đẹp như mới luôn bác nha. Xích như chưa xài. Đó, xích này cái độ mới của nó tầm trên 90%. Dòng này chúng mình đi cắt thuê cắt mướn này, các bác đi cắt khai thác phá rừng, có bánh này tầm 70 đến 80. Đó, Echo thì máy nóng rất là nhạy nổ luôn các bác nhé. Đó, con này thì được trang bị lốc này, rất là đẹp, hàm rồng hàm giếc đủ nguyên, hàng nguyên nguyên bản. Đó, bên em mất cái chắn này thì em có trong video em báo cho bác nhé, sẽ bán rẻ luôn cho bác. Cái này giá là 2.300.000. Nếu mà còn cái chắn này các bác nhé, con này đẹp, nếu mà bán ít nhất phải tầm 2.700.000 đến rơi vào 2.800.000. Đó, tăng chỉnh nhất bằng tay. Đó, đấy bác thấy lượng ít nhiều quá hay là ít quá ở xích thì bác chỉnh ở đây các bác nhé. Đó, đặc biệt Echo máy rất là bền, hệ nồi đồng cối đá, bác cắt được công việc cả ngày, cắt liên tục trong thời gian dài, cắt không ngừng nghỉ luôn các bác nhé. Dòng máy cắt tầm trung rất là bền. Echo 362, cái này giá là 2.300.000, bao ship Tết của bác nghe cái này. Đó, hơi hám chưa giật đã bị nổ rồi các bác nhé. Con P4 giá 2.300.000. Con này thì em chỉnh hơi thiếu gió một chút các bác nhá. Đó, em đã chỉnh ngon nhẹ hết cho bác rồi, mà trước khi gửi thì em sẽ lại kiểm tra một lần nữa cho bác, bảo hành lòng điện bơm nhớt 9 tháng. Đó, nên bác yên tâm sử dụng các bác nhá. Tiếp theo cây số 5 thì em cây hàng của Shinowa. Con này là 395. Đó, con này là hệ máy rất là đẹp luôn. Này công suất là 40cc. Lát bản dài mặt cắt là 40 lam 45, xích là chạy xích chân 25. Đó, nam là tinh tản nhiệt của Shinowa. Bên em đã một sợi xích mới cho nó rồi các bác này. Đó, hai ốc giữ lam. Dòng này thì trọng lượng của máy 5kg, đời Shinowa, chạy tour cao bác nhá. Thương hiệu số 1 hàng Nhật Bản. Cái này bác thì cắt có tầm trung, cắt thuê, cắt hướng, cắt phân đoạn. Bác nào mà đi cắt thuê thì dòng này cực kỳ là hợp lý luôn. Tem mác thông số thì đủ luôn. Made in Japan, cái này thì được trang bị là lốc nhôm các bác nhá. Lốc nhôm. Mà cái lốc này thì em chịt hơi quá tay bằng vòi cọ áp, nó hơi sầy một chút thôi, nhưng mà máy móc hàng nguyên nguyên bản. Đó, lòng này 40mm, nó bên trong còn nguyên vân ngang thì em đã kiểm tra cắt tầm 101, 102, cắt công được trong thời gian dài. Có thể tham khảo một cây P5 này, Shinowa 395, một cây hệ rất là VIP. Cái này giá là 2.700.000. Test nổ bác nghe từng máy các bác nhé. Cao nhảy nổ đời Shinowa 395, cái này giá là 2.700.000, bao ship. Theo cái số 6 thêm mũi hàng Echo, con này là V3006, con này hàng đẹp xuất sắc như mới, hàng hệ sưu tầm, con này công suất là 38cc, lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích là xích chung 91, làm Echo làm còn nguyên chữ bác nhá. Đầu lam Latin này rất là dày dặn, Echo hai ốc giữ lam. Dòng này chưa mình đi khai thác phá rừng, cắt thuê cắt mướn, bác nào mà cắt công việc trong thời gian dài, cắt 7-8 tiếng một ngày hoặc là cắt không ngừng nghỉ, cắt cô banh tầm 101, 102, hàng nguyên zin. Bác nào thích làm hàng sưu tầm có thể tham khảo cây P6 này các bác nhé. Bác nào chốt con này thì em tặng bác ốp lam này, các thứ đầy đủ luôn, đồ bạn theo kèm. Đấy, máy trên này trọng lượng 5kg. Đó, bác làm những công việc trong thời gian dài được bác nhá. CS V3006 Made in Japan, hầu như dòng Echo nào bác cứ kiểm tra dưới phần này đều có tem mác thông số của nó các bác nhá. Đó, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Đó, con này đẹp liền lạc, đẹp 98%. Cây P6 đó là 3 triệu bao ship, test nổ bác nghe từng máy các bác này. Rất là cao.
cái P6 giá là 3 triệu bao ship. Theo con P7 thì là hàng của bản Super. Con này là Kyuris V3375 và Super Pro bản đời cao. Con này công suất là 40cc, lòng 40 ly, một cây hàng giật nhẹ đẹp sưu tầm luôn. Lam bản dài mặt cắt là 40, lam 45, xích là chạy xích chân 25. Làm là tình tản nhiệt của Kyuris các bác nhá. Hai làm lam vân. Đó, đầu làm là tình này dày dặn luôn. Hai ốc dự lam. Cái dòng này thì chuẩn bị đi phá rừng, bác đi khai thác này. Đó, đi cắt thuê cắt mướn của bác nhà tầm 1.1, 1.2. Đó, tem mác thông số C đầy đủ hết cho bác nhá. Đó, CS375. Dòng này được trang bị lốc nhôm này. Đó, rất là bền. Đó, bác sử dụng nó đi cắt gọi là cả ngày luôn bác nhá. Bản đời cao. Đó, thích hợp là van xả áp. Mỗi lần giật thì các bác ấn vào cái van xả áp này thì nó giúp cái độ nhảy nổ bác sẽ rất là cao. Cái này thì thắng theo hoạt động bình thường, hàng full chức năng, một cái hàng thiếu thùng. Cái cuối cùng, cái này giá là 3.300.000 bao ship, rất là đẹp. Test nổ bác nghe tiếng máy nhá, tua của Kyuris rất là cao. Bao ship. Em xin phép kết thúc video đây. Bác nào mà quan tâm sản phẩm thì nhớ liên hệ trực tiếp qua là 0862 567746 bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.